Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió qua bên map săn hốc nhá mọi người. Tuy nhiên thì hôm nay thì mình sẽ ghép auto với lại người lạ. Tình cờ trận này lại ghép toàn với lại mấy ông Myanmar anh em ạ. Chả hiểu sao trận này lại không thấy có một ông Việt Nam trong team luôn. Thôi thì hôm nay mình sẽ chơi cùng với lại những bạn gọi là bé nà đích thực ở bên map săn hốc nhá. Một thời anh em đã từng chơi săn hốc thì các bạn cực kỳ sợ những thanh niên cờ Myanmar này, tại vì mấy thanh niên này gọi là trùm bé nà ở cái map này rồi. Để hôm nay mình sẽ theo dõi team này để xem coi là team này sẽ bắn theo như nào nhá. Rồi, ui, trận này rui đông thế nhở. Hôm nay người lạ rủ bay vào đây ấy, thế là cũng bay theo thôi. Mà ai ngờ đông thật. Mình thấy hai team luôn này. Trời ơi, mình phải bay qua bên kia thôi. Chỗ đầu của bên này hai team luôn. Ui, trước mặt mình này. Đấy rồi, còn sống rồi. Ok, tức là mình bắn nhầm vào ông số 1 à? Trời ơi, nhìn địch tưởng là đồng đội ạ. Đây này, công lên rồi bạn. Hai team kia đang bắn nhau hay sao ấy mọi người. Bình tĩnh các bạn ơi. Ô. Đây rồi. Cứu được chưa, cứu được chưa? Hay. Đây, để mình bơm máu đã. Để cho ông kia máu luôn này, một tên công vào này. À, tưởng vào đây cơ. Đi đâu đây bạn ơi? Mình phơm luôn này, còn tên nữa vừa đốc ngay dưới này vẫn chưa được cứu. Đấy, tên cuối đấy anh em, lao ra bắn luôn. Rồi, clear luôn. Với một team này. Không biết là team thứ hai đã clear chưa nhỉ? Ở đây, tên súng bên ngoài này. Thế là bọn này nó bay ra bên ngoài à? Đây, để mình rút thêm cái súng nữa. Đông dã man luôn đi mọi người. Tưởng khu này cũng cùng lắm là một hoặc hai team thôi mà sao đông thế này. Đông không khác gì bốt cam luôn đấy mọi người ạ. Được phết nhở. À, nó sấy ngay trước mặt mà mình không nhìn thấy. À kìa kìa. Vừa bắn ai. Ui, bên trái có tên M4 nữa. Ui, đông thế. Chỗ này không phải là hai team hay là ba team đâu mà mình nghĩ phải bốn team ấy. Bên kia cũng có tiếng súng nữa kìa, UMP kìa. Dã man con ngàn thế. Hấp dẫn mọi người ơi. Bay ra những khu như này mà có đông team mình lại thấy hấp dẫn hơn bút cam ấy. Bút cam kiểu chơi sát phạt nhau lắm anh em ạ. Bắn chỗ này mình thấy hấp dẫn hơn này. Được phết, lâu lâu kiểu đổi gió qua những khu khác. Trong cái map này mình thấy nó cũng hợp lý phết. Chứ bình thường mình chơi bốt cam, à quên, mình chơi map săn hốc này mình toàn vào bốt cam thôi. Ơ kìa. Ủa số 1, số 1 đi đâu ấy? Ui, ông số 1. Sao bây giờ mấy bạn Myanmar húng liều thế? Vãi cả trường ạ. À. Team mình thì vẫn đang còn tìm đồ trong khu này, ông ấy một mình công lên trên đấy chơi luôn ạ. À. Thế thì ai độ bạn nổi được? Ơ, đâu nhở? Đây, đây, mình thấy rồi này, gốc cây, gốc cây, gốc cây. Ui. À, như là con bot nhưng mà quả vẩy M24 bất ngờ thế nhở. Mình vừa kịp nhìn chưa kịp bắn thì đã thấy thành hòm rồi. Ảo thật đấy. Ui, trận này gặp đúng pro của Myanmar rồi anh em ạ, không đùa đâu. Bình thường gặp mấy ông Myanmar hay nằm nằm mấy ông bé na dã man mà sao team này bắn kiểu dã man thế. Này, hai ông này còn công lên cùng này. Đấy, táp táp rồi. Ui, mà trên này không sợ ai cũng kiểu đứng trên bắn xuống à? Có xe vào này. Thôi mình liều mình công qua chỗ hai ông kia luôn nhá. Quả này mà nó thấy mình là toang này. Ui mày thế, vẫn chưa nhìn thấy mình anh em ơi. Được phết nhở. Đẩy đi các bạn ơi. Đúng rồi. Hợp lý phết anh em ạ. Team Myanmar này, được của nó đấy. Ui, bên phải có người. Ui. Nóc luôn à? Được phết nhở. Ui, lại nóc tiếp này, team Việt Nam. Kìa. Ui, vẫn chưa nóc à, ông này yếu lắm. Đây này, để mình bắt cái tên bên phải này trước. Đứng sau cây này, ui. Ui, được quá anh em ơi. Trời ơi, gặp đúng team Myanmar trong mơ rồi. Thật sự với mọi người luôn ấy, chơi cái map này gặp mấy ông Myanmar chứa toàn nằm, kiểu nằm bé nai mà không ngờ team này bắn bắn chuyên nghiệp dã man luôn đấy. Đâu phải là nước nào cũng gọi là đâu phải là cứ team, à quên, cứ team của nước này là sẽ bắn yếu đâu, mà nó tùy team thôi. Sẽ có người bắn hay, sẽ có người bắn theo kiểu bé na đó, hợp lý quá.
Thế anh em có cái ông số 4 kia bắn 124 được ấy. Lúc đang công lên bị tên bên phải nó sấy ấy. Ông ấy quay lại ông ấy cover bằng viên 124 chính xác dã man. Mà chơi cái map săn hốc này, map sương mù mà lại còn chơi snipe là mình thấy cũng đã nể một phần rồi. Uầy, bên kia có vẫn là con người kìa. Watch Ờ, bắt à? Thế mà mình tưởng người. Hai con bot đang bắn nhau anh em ạ. Thử lên xem có lạ liếm đất kiểu nào không nhá. Đây này. Tên này thì đã bị bốc hòm rồi. Còn tên nữa vẫn đang sấy à? Đây rồi, chạy này. Đấy, chết ngay. Cũng phải có một kill của con bot chứ đúng không anh em? Trận này còn chưa được ăn con bot nào. Rồi, không biết là khu này đã clear chưa nhở? Ừ, thính này phải bên bot cam rồi, khá xa ấy. Mình lại cứ nghĩ là ngay ngay khu nhà này cơ. Thôi cứ từ từ mình công lên đi. Có người này. Trời ơi. Một team Việt Nam chỗ này luôn. Từ từ nha, vẫn đang nốc. Watch Không biết là có farm được không nhỉ? Không farm được rồi. Để mình vòng qua trái mình lấy bức tường. Rồi, an toàn rồi anh em ơi. Vào được chỗ này là khá là an toàn rồi. À đây rồi, trong nhà này. Ơ kìa, ông này di chuyển tếu đấy. Bảo đi đâu Hiếu ơi. Định bò về để cho đồng đội cứu á. Ông này yếu rồi, mình chơi luôn. Thompson đấm mồm này. À, leo ra. Bây giờ ấy, bạn có chạy thì bạn cũng chết thôi. Bao vây gọi là từ trong ra ngoài rồi. Đi đâu cho gọi là hết nắng bây giờ. Rồi mình ra mình lút đồ đi. Không biết là đồng đội của hai bạn này đâu nữa. Team này đã bị gạt hai rồi. Mình nghĩ chắc là cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Silent SMG. Thompson mình không thích bắn Silent nhé. Ai bắn Thompson các bạn có cái cảm giác là Thompson mà không gắn Silent thì cảm giác tốc độ đạn ra nhanh hơn và nghe tiếng súng sấy nó vẫn kiểu thích thú hơn đi. Gắn Silent vào nghe nó yếu yếu kiểu gì anh em ạ. Mình không thích một chút nào luôn. Đấy là cái lý do tại sao mà Thompson mình toàn tháo Silent ra. Riêng dòng SMG nhé, mình chỉ thích mỗi Uzi gắn Silent. Ờ đi thôi, có lẽ như là có mỗi hai bạn Watch lút dạo ở chỗ này thôi. Đồng đội chắc là đi đâu đó rồi. out. Okay. Đây đi. Mình sẽ vòng lên trên. Ơ, bên kia có người á. À, con bot à? Con bot thì sao ấy chứ? Ừ, đúng con bot rồi. Để mình thử vòng lên trên này xem coi là có tên nào trên này không. Mình phải mở phải để mình lấy cái đồi mình quan sát cho đồng đội đi vào bo, không là nãy vừa sấy nhau với lại cái team ở dưới kia, lỡ có team khác nó nghe tiếng súng nó cam mình đấy anh em. À, vậy là trên này không có ai rồi. Chơi bot cam em sợ mỗi bé na đang đi như này gặp bé na cắn cho cái thôi nằm viện. Kìa, vậy là cái hòm thính lúc nãy bắn trong bot cam nhưng mà không biết là cái team bot cam đâu. Đây, bây giờ sẽ di chuyển theo mép bờ sông này. Đấy, hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn. Đó, đi như này thì an toàn luôn anh em ạ. Không, đi giữa giữa này, bốt cam nó nhìn nó bắn cho ấy. Ơ. Ô, tên nào đang bò này? Con bot à? Ờ, mình cãi SQ của mình cãi SQ của ông nào vừa nốc con bot đấy mọi người ạ. Vậy là gần đấy có một tên nữa nha. Vừa nốc con boss xong. À, ô trên kia có tiếng QBU à? Táp ai ấy nhở? Hình như là táp về team mình hay sao ấy. Đây rồi. Táp này bạn. Trời ơi, không thấy cái gì luôn anh em ạ. Cái tâm tâm màu trắng không nhìn thấy cái gì. Ui, một đầu một người nữa rồi kìa. Ông này yếu dã man. Này mà có cốp 6 thì tâm nhìn nó dễ hơn. Cốp 3 này mình để cái màu xanh ấy nhìn lên trời nó màu trắng luôn, không thấy cái gì này. Thêm hai viên nữa rồi, có ngó nữa không? Hết ngó nữa rồi. Thanh niên cầm quay BU táp táp. Kìa, chạy kìa. Thanh
nhân tab cho cố vô trong chạy. Hình như là bot cam, team bot cam đi mất rồi hay sao ấy mọi người ạ? Thấy ai ấy nhở? Ơ kìa. Ủa đâu ấy? Ui vãi nồi sau lưng à? Trời ơi. Ui, có một tên ngay sau lưng luôn mà mình không biết anh em ạ. Vãi trưởng. Bảo sao thấy ông số 3 ông lại quay về mặt mình ông ấy ngắm ạ. Kìa đang bò kìa. Rồi xong final luôn. Hình như là có mỗi một bạn này thôi đi con xe 2 tỷ vào. Còn cái ông trên kia không biết là chạy đâu ấy. Thôi bỏ thôi mọi người ơi. Di chuyển sang góc khác thôi, đứng góc này bắn mãi. Ui thính chưa lút. Đây, có giáp 3 mũ 3 luôn. Quá hợp lý. Combo full đồ 3 bo cuối thì mình sẽ tự tin lên rất là nhiều ấy. Thêm quả Thompson tanker nữa thì tuyệt vời. Bây giờ mình lên nóc nhà này. Ui, bên này có ốp này. Đây rồi, hình như là cái team này là team bắn flare gun anh em ạ. Đây, trước mặt. Khả năng team này là cái team mà clear bot cam xong rồi bắn flare gun đấy. Gặp những cái team mà từ bot cam đi ra là những cái team bắn cực kỳ tốt đấy mọi người, không nên chủ quan nhé. Bây giờ mình sẽ vòng phải, mình từ từ mình tiếp cận nào. Hai team nó bắn nhau. Mình sẽ lợi dụng thời cơ này để mình đi móc. Ui, MK luôn á. Thế là kiểu này là có hai team đi săn thính rồi. Rồi combat rồi, combat rồi. Trời ơi nghe tiếng súng hấp dẫn thế nhở. Súng vội anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thế nên áo hồng này. Áo hồng này. Trời ơi chơi map này mặc áo hồng ạ. Bạn nó vừa lại cứu mất rồi. Ô ngon, mình vẫn farm được này. Tuyệt vời. Tên nào cầm MK cứ bộp 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 ấy. Ôi thật. Cái gì đây, cái gì đây? Barrel xấy xa. Căng thẳng đấy. Bạn này lại có sở thích giống mình, chơi map này hay cầm barrel để xấy xa này. Vậy tìm bên kia tìm khác đây anh em. Nào, không thấy anh ngó ra nhở. Có tên hòn đá em biết đi đâu vậy? À, có kìa. Ồ, hòn đá có đấy. Một tên chạy trống này. Có tên hòn đá nữa. Vãi nồi sau lưng có người luôn. Ui. Nó nốc số 4 còn tí nữa, nó nốc mình luôn anh em ạ. May thế. Từ từ mình sẽ mất. May mà có thể có số 4 lại hút đam giúp mình. Khả năng là đồng bọn luôn em mà. Tên này đã qua đây móc rồi cơ à? À, cũng may mà có số 3 bắn cover bên kia hợp lý quá anh em ạ. Trận này gặp đúng team Myanmar đục của nó đấy. Xử lý cái tên hòn đá nhanh. Đây mình lại mình cứu ông số 4 luôn. Đấy. Trời ơi nó quăng vào bom lửa kìa. May mà nó không quăng vào đây không thì toang. Khỏi cứu luôn. Đấy cứu được không sao hết. Rồi autoke luôn. Xử lý nhanh cái tên hòn đá này. Khả năng team còn một thôi. Nào. Rồi clear luôn. À đâu, ui. Vãi nổi ông kia final. Thế mà mình tưởng mình clear mình lại dừng đam chứ. Đây này, quả bom lửa tung lên luôn này. Công luôn anh em ạ. Ơ. Ôi vãi nổi top 1 luôn á. Ảo thật đấy. Tưởng là vẫn đang còn phải hai team bon này mà sao lại có thể bắn chết ông này top 1 luôn. Bất ngờ thật sự luôn đấy mọi người ạ. Rồi trận này mình đã lấy được cái top 1 cùng với lại team Myanmar. Thật sự là lần đầu tiên mình ghép được một cái team Myanmar mà chơi cực kỳ hay như thế này, công thủ toàn diện luôn anh em ạ, tuyệt vời. Thì ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nha, bye bye mọi người.